Chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dấp Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh bộ đồ đùi tiểu thư của Lữ. Để cắt và may được bộ đồ này, mình dẫn các bạn làm 5 phần. Phần 1 mình dẫn các bạn cắt quần, phần 2 mình dẫn các bạn may quần, phần 3 mình dẫn các bạn cắt áo, phần 4 mình dẫn các bạn may cổ áo và phần 5 mình dẫn các bạn lắp ráp hoàn chỉnh mẫu áo này. Nếu như ở phần 1 và phần 2 mình đã dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh mẫu quần đùi thì sang phần 3 là mình dẫn các bạn cắt áo. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi cắt. Đây là số đo dài áo của mình. Dài áo 59, rộng vai 40, dài tay 22, vòng ngực 84, vòng bụng 80 và vòng mông 94. Và để cắt được áo thì các bạn lưu ý dài áo thì các bạn sẽ tính theo chiều dài của áo và cộng cho mình 3,5 cm đường may. Và cắt cho mình 4 lớp. Riêng thân sau các bạn sẽ cắt liền. Và cái phần thân trước sẽ rộng hơn phần thân sau là 5 cm. Thì các bạn sẽ tính cho mình là bằng 1 phần 4 vòng mông cộng cho mình 5,5. Nếu như thân sau của mình là bằng 1 phần 4 vòng mông sẽ là 23,5 cộng với 5,5 là 29. Thì thân trước của mình cộng thêm 5 cm thì là thành 34. 29 cộng 5 là 34. Thân sau thì mình gập liền và thân trước của mình thì cắt rời cái phần lẹp. Và đây là phần lẹp thân trước mình đã để dư hơn so với phần thân sau là 5 cm. Riêng phần thân sau là mình gập đôi. Chỗ họng cổ là mình phải gập liền. Còn thân trước thì mình cắt rời. Phần gấu áo và phần sườn cũng như vai áo thì mình sẽ cắt bằng nhau. Sau khi cắt xong thân sau thì mình sẽ chỉnh thân trước nó rất là nhanh. Và mình để thân sau lên thân trước để mình cắt. Các bạn sẽ tính cho mình ngang cổ. Ngang cổ là bằng 9 và hạ cổ cho mình 7 cm. Đường sống gập giữa của mình là đường gập liền. Và dài áo các bạn tính theo chiều dọc vải. Chiều dọc vải là chiều của biên vải. Hạ xuôi vai cho mình 3,5. Tính cho mình rộng ngang vai bằng 1 phần 2 số đo rộng vai. Cộng 1, rộng vai của mình 40, chia cho 2 là bằng 20. Cộng 1 là bằng 21. Rộng ngang vai cho mình là bằng 21. Từ đoạn dưới ngang cổ các bạn lấy xuống 1,5 cm. Sau đó các bạn sẽ kéo từ đường hạ xuôi vai qua điểm 1 phần 5 lên trên. Để khi mình may cái phần đầu cổ của mình nó không bị thừa. Tính cho mình hạ ngực thân sau bằng hạ ngực thân trước là bằng 1 phần 4 vòng ngực cộng với 1,5. Vòng ngực của mình là 84 chia 4 là bằng 21 cộng 1,5 là bằng 22,5. Hạ ngực thân sau bằng hạ ngực thân trước là bằng 22,5. Tính rộng ngang ngực cho mình bằng 1 phần 4 vòng ngực cộng 5. Vòng ngực của mình 84 chia 4 là bằng 21. Cộng 5 là bằng 26. Rộng ngang ngực của mình là bằng 26 cm. Tính vào lách cho mình theo công thức là bằng 1 phần 10 vòng ngực nhân 2 và cộng 2. Vòng ngực của mình là 84 chia 4 là 16 cộng với 2 là bằng 19. Tính từ đường gập của thân sau ra là 19. Đường hạ là các bạn chia đôi. Đường chéo các bạn chia đôi và lấy vào 1 phần 2 là mình được vòng lách của thân sau cũng như của thân trước luôn. Sau khi mình vẽ xong vòng lách thì mình tính hạ eo. Hạ eo tính từ đường rộng ngang ngực xuống dưới cho mình là 14 cm. Còn bạn nào thích lấy từ trên xuống dưới để 36 hoặc 37, còn mình tính từ đường rộng ngang ngực xuống dưới là 14. Tính rộng ngang eo cho mình bằng 1 phần 4 vòng bụng cộng cho mình 5 cm. Vòng bụng của mình 80 chia 4 là bằng 20 cộng với 5 là bằng 25. Tính cho mình vòng mông bằng 1 phần 4 vòng mông cộng với 5,5. Vòng mông của mình là 94 chia 4 là bằng 23,5 cộng với 5,5 là bằng 29. Rộng ngang mông thân sau của mình là bằng 29. Sau đó mình sẽ lối từ đường rộng ngang mông lên đường ngang eo. Từ đường ngang eo lên đường ngang ngực. Cái đường sườn của mình nó hơi bị cong thì các bạn sẽ đánh ra cho mình từ 0,7 đến 1 cm hoặc có thể đánh nhiều hơn một chút để cho cái phần eo của mình nó đỡ bị gãy.
Phần gấu thì các bạn sẽ đánh lên cho mình 1,5 cm. Vậy là mình hướng dẫn các bạn vẽ xong thân sau của áo, đồng thời cũng là của thân trước luôn. Các bạn sẽ cắt cho mình phần gấu, phần sườn, vai và lách là bằng nhau. Sau đó mình sẽ cắt rời cái phần cổ thân sau. Các bạn lưu ý là mình nhấc cái phần cổ thân sau lên. Còn phần vai áo, lách áo, sườn áo và gấu áo mình cắt sẽ bằng nhau. Vào lách thân trước luôn. Vào lách thân sau sẽ trừ 1 cm, là ra vào lách thân trước. Từ thân sau mình sẽ lấy ra 5 cm, là ra được phần lẹp áo và thân trước. Vì lẹp áo là mình gập liền, thân sau thì mình gấp đôi, còn thân trước thì mình cắt rời. Các bạn sẽ vẽ ra 5 cm. Đây là đường nẹp áo. Nếu các bạn không đánh dấu vòng lách thì các bạn có thể tính cho mình theo công thức là vào lách thân trước bằng vào lách thân sau trừ 1. Lấy vào lách thân sau của mình là 19 thì trừ 1 còn bằng 18 cm. 18 cm là tính từ đường gập ở giữa thân sau tính ra. Còn thân trước thì tính từ trừ đi 5 cm và tính ra ngoài cho mình là 18 cm. Phần xuôi vai là các bạn sẽ hạ xuống 0,5. Là ra hạ xuôi vai thân trước. Ngang cổ trước của mình bằng ngang cổ sau là bằng 9. Và 9 này mình tính từ điểm gập lẹp. Hạ cổ cho mình là 16. Bình thường cổ tim mình để 15, nhưng đây là cổ tim sâu một chút thì mình sẽ để 16. Kéo thẳng cho mình sẽ ra cổ tim, không cần đánh cong. Cái này là của mình là cổ tim thẳng. Sau đó mình sẽ gập lẹp là 3,2 cm và mình sẽ cắt cái phần nẹp áo. Sau khi mình cắt xong thân trước và thân sau, giờ mình sẽ đi cắt phần cổ áo. Thì các bạn sẽ để cho mình miếng giấy bên dưới để mình làm dập. Sau đó các bạn sẽ gập vào và cắt phần cổ áo cho mình. Lưu ý là gập vào 3 cm hoặc 3,2 cm. Sau đó các bạn sẽ cắt phần lá cổ cho mình. Phần bản cổ thì mình để 8 cm. Các bạn sẽ vẽ đều lên trên cho mình. Trên 8, dưới là 8. Sau đó mình sẽ gấp vuông góc. Và cái phần vuông góc thì các bạn sẽ kẻ thẳng và đánh vào cho mình 1 cm là mình được phần lá cổ tròn. Và đây là lá cổ tim tròn nhé. Thì các bạn từ cái phần gấp vuông góc này, các bạn sẽ đánh vào 1 cm là mình được lá cổ tim tròn.
Cắt dập xong mình sẽ để cái phần dập đấy lên vải để mình cắt. Cắt hai lá chính và hai lá lót. Sau đó mình sẽ cắt mách để mình ép vào phần lá cổ. Mình sẽ đi cắt tay áo. Dài tay là bằng số đo cộng cho mình 4 cm. Dài tay của mình 22 cộng 4 là 26. Còn rộng ngang tay sẽ bằng hạ ngực trừ 1,5. Hạ ngực của mình là 22,5 trừ 1,5 là bằng 21. Hạ mang tay cho mình 13 cm. Đường chéo là mình chia làm 3 phần. Hai phần các bạn đánh lên, một phần các bạn đánh xuống là mình được đầu tay áo. Và cửa tay này của mình để rộng, mình sẽ để cửa tay là 19 cm. Sau đó các bạn sẽ gập vào và mình cắt theo đường phấn. Cắt xong thì mình sẽ gập đôi cái phần tay áo này vào bấm giữa và cắt mang tay cho mình là 1 cm. Khi cắt mang tay các bạn lưu ý là mình sẽ gập đối xứng cái phần tay áo để mình cắt. Sau các bạn lưu ý là để cho mình cái thân sau xuống dưới và cắt cho mình miếng đáp cổ sau, cũng như là cắt mách để ép vào phần nẹp áo. Thì các bạn sẽ cắt cho mình hai miếng mách để mình ép phần nẹp áo và mách ép vào cổ áo, là mình cắt xong hoàn thiện mẫu áo này. Và phần sau mình sẽ dẫn các bạn đi may cổ áo, và phần cuối cùng thì mình sẽ dẫn các bạn lắp ráp hoàn chỉnh mẫu áo.
Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách hoàn chỉnh mẫu áo, có bộ đồ đùi, tiểu thư của Lữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.